Chào các em học sinh lớp 2, mời các em dở sách giáo khoa trang 24. Hôm nay chúng ta vẫn đang học Unit 3, bài 3. Và chúng ta chuyển sang Lesson 3, Sounds and Letters. Tiết học 3, chúng ta học về các âm và các chữ cái. Phần 1, nghe chỉ vào hình và đọc theo, sau đó viết. Bây giờ cô cung cấp kiến thức cho các em. Các em nhìn thấy chữ tờ, cả dạng viết in hoa và dạng viết thường có ở đây. Chữ tờ thì sang tiếng Anh người ta gọi là tì. Và dạng đầy đủ là letter T. Letter T. Letter nghĩa là chữ. Chữ tờ thì sang tiếng Anh người ta gọi tên nó là letter T. Mời các em đọc lại. Letter T. Mời các em đọc lại một lần nữa. Letter T. Letter T. Đó là tên gọi của chữ tờ trong tiếng Anh, letter T. Nhưng cách phát âm là t. Cách phát âm là t. T. Mời các em đọc lại. T. Mời các em đọc lại một lần nữa. T. Cô xin nhắc lại chữ tờ sang tiếng Anh người ta gọi tên nó là letter T, còn cách phát âm của nó là t. Bắt đầu bằng chữ tờ tức là bắt đầu bằng letter T. Cô xin cung cấp cho các em hai từ vựng. Bên phía tay trái, các em thấy hình ảnh của chiếc khăn dùng để lau mặt hoặc là khăn tắm. Trong tiếng Anh chúng ta đọc là towel. Mời các em đọc lại. Towel. Mời các em đọc lại một lần nữa. Towel. Phía bên tay phải là hình ảnh con rùa. Và cô xin lưu ý cho các em, con rùa này là con rùa sống ở dưới nước hay còn gọi là rùa nước. Còn rùa sống ở trên cạn hay còn gọi là rùa cạn thì chúng ta có từ khác các em nhé. Con rùa và cụ thể là con rùa nước chúng ta đọc là turtle. Mời các em đọc lại. Turtle. Mời các em đọc lại một lần nữa. Turtle. Vậy là các em đã biết cách đọc rồi. Cô xin cung cấp cho các em một cách đọc khác nữa. Các em đọc là turtle, đó là cách đọc của người Mỹ. Còn một cách đọc của người Anh thì người ta đọc là turtle, turtle. Cả hai cách đọc turtle và turtle đều đúng các em nhé. Bây giờ cô giới thiệu cho các em chữ U. Chữ U của tiếng Việt mình thì sang tiếng Anh người ta gọi là U. 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 Và đầy đủ thì các em đọc là letter U. Letter U. Letter U. Letter nghĩa là chữ. Chữ U của tiếng Việt mình sang tiếng Anh người ta gọi tên nó là letter U. Letter U. Mời các em đọc lại. Letter U. Mời các em đọc lại một lần nữa. Letter U. Đó là tên gọi. Còn bây giờ cách phát âm đó là a. A. Mời các em đọc lại. A. A.
Và bây giờ cô nhắc lại cho các em chữ U sang tiếng Anh người ta gọi tên nó là letter U. Và người ta phát âm nó là ờ. Bắt đầu bằng chữ U, tức là bắt đầu bằng letter U. Cô cung cấp cho các em hai từ vựng sau đây. Bên bức tranh bên trái, các em thấy hình ảnh cái ô dù dùng để che mưa, che nắng. Chúng ta đọc là umbrella. Mời các em đọc lại. Umbrella. Mời các em đọc lại một lần nữa. Umbrella. Bên phía tay trái là chiếc ô dù. Vậy thì bên tay phải các em thấy hình ảnh một mũi tên hướng thẳng lên trời. Lên trong tiếng Anh chúng ta đọc là up. Mời các em đọc lại. Up. Mời các em đọc lại một lần nữa. Up. Chúng ta chuyển sang phần 1. Bây giờ cô cho các em nghe. 45. Listen and point. Trước hết, chúng ta nghe và chỉ vào hình. Nghe được chữ thì các em chỉ chữ. Nghe được từ thì các em chỉ vào bức tranh cho phù hợp. Letter T. 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 Towel. T. Turtle. Letter U. Umbrella. Up. Listen and repeat. Bây giờ các em nghe và đọc theo. Letter T. 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 Towel. T. Turtle. Letter U. Umbrella. Up. Bây giờ cô mời các em lấy bút chì hoặc là bút mực, các em đồ lên letter T và letter U như sau. Các em hãy đồ cho đúng và đẹp nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2. Nghe và hát. Đây là nội dung bài hát của chúng ta các em ạ. Các em nghe qua một lần nhé. Look at the turtle. It has a towel. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Look at the umbrella. It goes up, up, up. Look at the turtle. It has a towel. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta.
Look at the umbrella. It goes up, up, up. Bây giờ cô cho các em nghe lại bài hát này, nghe từng câu và cô sẽ dịch nghĩa tiếng Việt cho các em ở những chỗ cần thiết. Look at the turtle. Hãy nhìn con rùa. It has a towel. Nó có một chiếc khăn tắm. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Look at the umbrella. Hãy nhìn chiếc ô dù. It goes up, up, up. Nó đi lên, lên, lên. Look at the turtle. Hãy nhìn con rùa. It has a towel. Nó có một chiếc khăn tắm. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Look at the umbrella. Hãy nhìn chiếc ô dù. It goes up, up, up. Nó đi lên, lên, lên. Vậy là cô đã cho các em nghe từng câu trong bài và dịch nghĩa tiếng Việt cho các em. Trong bài này, nội dung là nói về con rùa có chiếc khăn tắm, nói về chiếc ô dù đang bay lên, bay lên. Bây giờ cô cho các em nghe lại bài hát đồng dao này và các em hát theo nhé. Look at the turtle. It has a towel. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Look at the umbrella. It goes up, up, up. Look at the turtle. It has a towel. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Look at the umbrella. It goes up, up, up. Ah.
em sang phần 3, dán và nói. Để làm được hoạt động này, cô mời các em dở sách giáo khoa trang 64 và các em chú ý cho cô. Ở phần số 3 có letter U, chữ U, và letter S, chữ S. Các em hãy gỡ lần lượt hai miếng giấy có chứa hai chữ này ra. Và các em cẩn thận dán vào vị trí của nó trong hình này. Các em thấy bức tranh đầu tiên là hình ảnh của con rùa nước. Con rùa. Turtle. Bắt đầu bằng letter T, tức là bắt đầu bằng chữ T. Và người ta đã dán sẵn cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sang bức tranh tiếp theo. Hình ảnh của chiếc ô dù. Umbrella. Bắt đầu bằng letter U, tức là từ này bắt đầu bằng chữ U, cho nên chúng ta dán chữ U vào vị trí ở phía dưới của chiếc ô dù. Cô đã dán rồi, các em hãy dán nhé. Các em sang bức tranh cuối cùng, các em thấy hình ảnh của chiếc ghế sofa này, rồi hình ảnh của những chiếc tất này. À, những chiếc tất chúng ta đọc là gì nhỉ? Đó chính là socks, nghĩa là những chiếc tất hoặc là những chiếc vớ. Bắt đầu bằng letter S, tức là bắt đầu bằng chữ S. Và chúng ta hãy dán letter S, tức là dán chữ S, ở dưới bức tranh này nào. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đó là nói. Chữ T chúng ta đọc là letter T. Chữ U, tên gọi của nó là letter U. Còn chữ S, tên gọi của nó trong tiếng Anh là letter S. Các em thấy bức tranh con rùa đúng không nào? Con rùa chúng ta đọc là turtle hoặc là turtle. Và con rùa này trên người của nó có chiếc khăn tắm. Khăn tắm chúng ta đọc là towel. Towel. Chúng ta sang bức tranh tiếp theo. Có hình ảnh chiếc ô dù. Chiếc ô dù chúng ta đọc là umbrella. Và chiếc ô dù này đang bay lên. Lên thì chúng ta đọc là up. Và bức tranh cuối cùng các em thấy những chiếc tất trên ghế sofa. Ghế sofa chúng ta đã được học rồi đúng không các em? Ghế sofa đọc là sofa. Và những chiếc tất nhìn rất là dễ thương đúng không nào? Những chiếc tất chúng ta đọc là socks. Socks. Vậy là chúng ta đã xong hoạt động thứ ba này rồi. Bây giờ chúng ta sang hoạt động 4. Hãy chỉ vào letter T và letter U. Tức là chỗ nào có chữ T và chữ U thì các em hãy chỉ tay vào. Các em thấy từ F có letter T. Từ the cũng có letter T. Các em chỉ tay vào nhé. Turtle hay còn gọi là turtle cũng có letter T. Từ này có hai letter T. Tiếp theo, it cũng có letter T. Towel có letter T. Phía dưới các em cũng thấy có những letter T, tức là có những chữ T. Các em hãy chỉ tay vào. Và bây giờ đến lượt letter U, tức là chữ U. Chúng ta thấy turtle, hay còn gọi là
turtle có letter U. Umbrella cũng có letter U. Và cuối cùng là up cũng có letter U. Bây giờ cô cho các em nghe lại các câu này để các em luyện đọc. Bắt đầu câu đầu tiên. Look at the turtle. Mời các em đọc lại. Look at the turtle. Hãy nhìn con rùa. Các em nghe và đọc theo câu tiếp theo. It has a towel. Mời các em đọc lại. It has a towel. Nó có một chiếc khăn tắm. Các em đến với dòng ở dưới, tức là câu tiếp theo, câu thứ ba. Look at the umbrella. Mời các em đọc lại. Look at the umbrella. Hãy nhìn chiếc ô dù. Và bây giờ là câu cuối cùng. It goes up. Mời các em đọc lại. It goes up. It goes up. Nghĩa là nó đi lên. Mời các em dở sách bài tập trang 24 để chúng ta làm bài tập. Bài tập 1, hãy đồ và viết chữ T và chữ U. Tức là các em đồ và viết letter T và letter U. Cả dạng viết in hoa và dạng viết thường. Các em đồ sao, viết sao cho đúng và đẹp. Hoạt động 2. Nghe, sau đó đồ và viết chữ cái đúng. Chỗ trống đầu tiên, người ta đã điền cho các em letter T để tạo nên từ turtle. Và bây giờ còn tất cả là 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 chỗ trống mà các em cần phải điền chữ cái đầu vào. Bây giờ cô cho các em nghe. Listening 6. Listen. Trace and write the correct letters. Look at the turtle. It has a towel. Look at the umbrella. It goes up, up, up. Bây giờ cô cho các em nghe một lần nữa và các em cùng dò xem đáp án. Listening 6. Listen. Trace and write the correct letters. Các em bắt đầu nghe. Look at the turtle. Hãy nhìn con rùa. Dòng này người ta đã điền cho các em letter T để tạo thành từ turtle. Bây giờ các em nghe câu tiếp theo. It has a towel. Người ta đọc và các em biết được rằng chỗ trống này cần điền letter T để tạo thành từ towel. Câu này có nghĩa là nó có một chiếc khăn tắm. Mời các em nghe câu tiếp theo. Look at the umbrella. Các em nghe và biết được mình phải điền letter U để tạo thành umbrella. Câu này toàn bộ câu có nghĩa là hãy nhìn chiếc ô dù. Bây giờ các em nghe câu cuối cùng. It goes up, up, up. Các em nghe câu cuối cùng là it goes up, up, up.
Ba từ cuối là đều là up, bắt đầu bằng letter U. Mời các em điền vào. Câu này có nghĩa là nó đi lên, lên, lên. Các em đã nhìn thấy hình ảnh chiếc dù đang bay lên rồi, đúng không nào? Bây giờ cô cho các em nghe lại một lần nữa để các em bắt chước đọc theo bài này. Listening 6. Listen. Trace and write the correct letters. Look at the turtle. It has a towel. Look at the umbrella. It goes up, up, up. Bây giờ cô mời các em sang bài 3, nghe và khoanh tròn. Các em bắt đầu nghe. Listening 7. Listen and circle. 1. Up. 2. Towel. 3. Turtle. 4. Umbrella. Các em đã được cô cho nghe lần 1. Bây giờ cô cho các em nghe lần 2 và cùng dò xem đáp án với cô. Listening 7. Listen and circle. Các em bắt đầu nghe. Trước hết các em nghe phần 1. One. Up. Người ta đọc cho chúng ta là up, nghĩa là lên. Và ở phần 1 này, người ta đã khoanh bức tranh ở phía dưới, bức tranh hình mũi tên đi lên. Bây giờ chúng ta nghe tiếp xem phần 2 người ta đọc gì. 2. Towel. Người ta đọc là towel, có nghĩa là chiếc khăn lau hoặc là khăn tắm. Vậy thì chúng ta hãy khoanh tròn bức tranh ở phía dưới, bức tranh chiếc khăn tắm. Các em nghe tiếp xem phần 3 người ta đọc từ gì. 3. Turtle. Phần 3 này người ta đọc turtle, nghĩa là con rùa nước. Vậy thì chúng ta hãy khoanh tròn bức tranh phía trên, bức tranh con rùa. Bây giờ cô cho các em nghe phần cuối cùng, phần 4. Four. Umbrella. Umbrella, nghĩa là chiếc ô dù. Vậy thì chúng ta khoanh tròn bức tranh phía trên, hình ảnh chiếc ô dù. Các em thân mến, tiết học của chúng ta đến đây là hết. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo của cô.